chân thành cảm ơn quý thính giả dân dự trên màn hình. Phần cuối câu hỏi này được đặt ra cho mục sư là, thưa mục sư, trong những cái hoàn cảnh mà của hận thù chém giết với nhau rồi ân oán đủ thứ đó như vậy đó, thì có nhiều người than rằng vì sao mà tôi không được may mắn, rồi có người bảo rằng vì sao mà tôi được may mắn. Trong cái phần này mục sư lý giải thế nào, và đồng thời là có những cái lời khuyên gì mà trong những cái vấn đề bất như ý của con người thường xảy ra trong đời sống hàng ngày về tình cảm cũng như là về vật chất. Theo cá nhân tôi thì tôi tin rằng đúng theo lời Chúa đó, là Chúa có một chương trình rất là tốt lành cho tôi để đi theo, và tôi có quyền tự do để lựa chọn đi theo cái chương trình đó. Và trong cái ý chí tốt lành của Chúa đó thì tôi sinh ra là người Việt Nam, và ba tôi là một sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và rồi vì chiến tranh và mất nước năm 1975 thì ba đi cải tạo rồi vượt biên, rồi chúng tôi cũng vượt biên. Thì những cái việc xảy ra hàng ngày đó thì mình trong lúc đó thì không biết như thế nào, tại sao nó phải xảy ra như vậy. Nhưng mà khi nhìn lại đó thì chúng tôi thấy rằng có bàn tay của Thiên Chúa lèo lái hay là dẫn dắt hay là chỉ dẫn, hướng dẫn. Và lúc đó con người hay là chính tôi quyết định đi theo cái sự dẫn dắt đó, hay là cái suy nghĩ, cái ý tưởng đó. Hay là lúc đó đi vượt biên thì là má kêu đi vượt biên, tại vì nếu ở lại thì phải đi lính hay là qua Campuchia rồi đánh nhau rồi bị chết, hay là thì đại khái như vậy. Và khi đi vượt biên rồi và đi cũng đi qua Campuchia, gặp Pol Pot, rồi cuối cùng sau những ngày tháng chờ đợi đó thì cũng đến định cư ở Hoa Kỳ. Thì những cái ngày tháng, những cái bước đường trong cuộc đời đó có chông gai, có thử thách đó, thì chúng tôi tin rằng nó là một cái điều gì đó Chúa chuẩn bị cho một điều tốt hơn đang chờ đợi mình ở phía trước. Cho nên cần phải vượt qua những cái thử thách, những khó khăn đó, rồi học hành, chuẩn bị làm này làm kia, và có những thất bại nữa, và giữa những thất bại đó lại học những bài học của thất bại để rồi đi tới và nhờ cậy Thiên Chúa nhiều hơn, nhờ cậy Chúa Giêsu nhiều hơn, cũng như lần tới thì nhờ cậy Đức Thánh Linh dẫn dắt mình nhiều hơn để làm đúng theo cái đường hướng, cái mục tiêu của cuộc đời của mình. Dạ, cảm ơn sư, kính mời đến một. Dạ vâng, nếu mà nói về sự may mắn hay là cái thất bại trong cuộc đời đó, thì cái đó tôi nghĩ là tùy theo cái nhìn của mỗi người chúng ta mà thôi. Cái đó là cái nhận xét của từng cá nhân một. Bởi vì thật sự bây giờ nữ thử hỏi là cái đúng số là may mắn hay là cái hiểm họa cho mình. Thật sự thì nếu mà chúng ta nhìn vào những cái người mà trúng số đó, thì chúng ta thấy đó là phần đông 70-80% vài năm sau là họ tán gia bại sản và rồi họ cũng mất đúng gia rồi. Đình hết. Dạ. Cái đó, vì vậy nếu mà chúng ta nhìn cái trúng số đó là một cái điều tốt, tuy nhiên thì đó thì sau này thì tán gia bại sản, hoặc là bây giờ có một cơn bạo bệnh như vậy đó, thì nó là cái sự mất may mắn của mình hay là sao. Đối với nhiều người thì cái đó, điều đó là một cái điều hiểm họa cho con người. Nhưng mà nhiều khi qua một cơn bạo bệnh như vậy, sau đó thì cái người bị bệnh đó họ nhận thấy cái cuộc sống này thật là quý giá đối với tôi, và rồi cái tình cảm trong gia đình, những người thành viên trong gia đình rất là quý giá đối với tôi. Thì từ cái việc mà bị ngã bạo bệnh như vậy mà lôi kéo những người trong gia đình lại gần với nhau hơn. Cho nên vì vậy đó mà cái phúc hay cái họa đó thì tùy theo cái mình nhận xét mỗi trường hợp của từng cá nhân. Tuy nhiên thì đối với cái nhìn ở bên Công giáo đó, thì qua từng cái sự kiện như vậy, nếu mà mỗi người cá nhân chúng ta biết tin tưởng vào ơn quan phòng của Thiên Chúa, tức là nhìn nhiều khi lúc đó mình không nhận ra được ngay, nhưng mà nếu mà mình vẫn nhìn lên Thiên Chúa, mình nói là cho con vẫn tin và là Chúa muốn những cái điều tốt lành nhất cho cuộc đời của con, và xin Chúa giúp cho con có thể có cái sức mạnh để vượt qua được những khó khăn trong lúc này, thì đó là cái sức mạnh mà giúp cho mỗi người chúng ta vượt qua. Còn cái chuyện mà may mắn hay là phúc hay là họa đó, thì cái chuyện đó sau này mới hậu tính được. Dạ. Cảm ơn. Kính mời Hòa Thượng. Kính thưa quý ngài và quý vị, là con người thì chúng ta thường được hiểu là một đơn vị bất toàn, nó không có cái gì mà trọn vẹn. Và nếu nói theo nhà Phật thì con người của mình bị chi phối, tất cả nhất loạt, không ai tới đời này mà không có mang theo ba cái phiền não, đó là tham lam, sân hận và si mê. Nhưng mà mỗi người nó có những cái khác biệt, có những khác biệt giữa có người tham ít
thì tự nhiên rộng rãi lên hơn lên. Có người sân ít á, thì cái tâm họ từ ái hơn lên. Có người si mê ít á, thì tự nhiên họ trí tuệ hơn lên, hoặc là ngược lại. Nhưng mà cái sự xuất hiện của tôn giáo, quý đệ chúng tôi ngồi đây là có 3, ít là có 4 cái tín ngưỡng khác nhau. Cái 4 tín ngưỡng khác nhau đó là mình chọn lựa để giúp cho mình, để giải quyết cái hướng mà mình tin tưởng, cái hướng mà mình trông chờ. Do vậy cái trở lại với giá trị tôn giáo để cho chúng ta tiếp tục cái cuộc hành trình của cái kiếp sống này, nó có trong ý nghĩa, mà ý nghĩa đó được Đức Phật hay được Thiên Chúa hay được Đức Thầy đã mớm ý cho mình, và chỉ còn lại là mình tin tưởng và mình đi trên con đường đó, và mình trông chờ là cái cuối cùng kiếp sống này. Kiếp sống này theo tin của nhà Phật á, thì còn đi nữa, nhưng kiếp sống này theo tin của đức tin của Thiên Chúa là xong rồi, thì tôi còn tin nữa và tôi cố gắng để tốt đẹp. Và tôi trông mong là tất cả các vị giàu tín ngưỡng nào nữa, thì cái sự tốt đẹp trong lời nói, việc làm và tư tưởng của mình rộng rãi, vị tha, bác ái, từ bi, thương vật thương người, thì tôi nghĩ rằng và chúc chúng ta chấp nhận nhau và giúp đỡ nhau để sống còn có ý nghĩa, thì tôi nghĩ rằng rất là đẹp, rất là vui. À, cảm ơn Hòa Thượng. Kính thưa quý vị, ở trong cái đời sống hàng ngày, chúng ta cứ mỗi một buổi chiều tối, nếu mà có cái điều kiện, những người Phật tử, những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ngồi xuống quán tưởng niệm Phật, hoặc là chúng ta người thường thì chúng ta nằm, chúng ta suy nghĩ trong một ngày thức dậy giấc từ bình minh cho đến hoàng hôn. Trong suốt cái thời gian đó là bao nhiêu chuyện buồn nó đến và bao nhiêu chuyện vui nó đến. Rồi từ một ngày chúng ta tăng lên một tuần, một tháng và đến một năm, chúng ta sẽ thấy rằng đau khổ trong đời sống hoặc là hạnh phúc chúng ta có. Và rồi để chi? Để chúng ta thấy rằng những cái lúc mà buồn nhất thì chúng ta làm gì mà chúng ta đã giúp cho chúng ta vượt qua khỏi những khó khăn đó. Và những cái lúc chúng ta vui đó, chúng ta có chia sẻ những cái vui đó những người xung quanh hay không. Thành ra trong cái buồn và cái vui, đau khổ và hạnh phúc nó xen lẫn trong cuộc đời. Mà người ta bảo rằng cuộc đời là bể khổ trầm luân, tội lỗi. Do đó cái khổ nó nhiều hơn cái vui, cái tội lỗi nó nhiều hơn là cái thiện và cái tốt. Chính vì vậy mà khi những người của chúng ta là những người có tín ngưỡng, tin vào các bậc giáo chủ đã dạy qua lời kinh tiếng kệ, thì chính những cái lời kinh tiếng kệ đã giúp cho chúng ta được có cái sự bình an trong lúc đau khổ nhất, trong lúc mà có những cái vấn đề mà trăn trở nhất không người tâm sự, mà thì chúng ta tâm sự với lại ơn trên và những người nào tốt để giúp ta vượt qua những cái khó khăn đó. Kính thưa quý vị, thì trong như thường lệ chương trình sau phần 4 phần thì chúng tôi có phần cầu nguyện. Hôm nay kính mời Linh Mục, Mục Sư Linh dâng lời cầu nguyện cho khán. Chúng con cúi đầu cảm tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng con có một cuộc sống, một sự tự do để lựa chọn đáp lại tình yêu của Ngài và ân điển sự cứu rỗi của Ngài cho cuộc đời của mỗi chúng con. Xin Chúa cho chúng con làm sáng danh Ngài ở giữa thế gian này, sống trong sự yêu thương, trong sự nhân từ, trong sự thương xót mà Chúa ban cho chúng con, để chúng con đối đãi nhau, tha thứ nhau, cũng như giúp đỡ nhau để làm cho cuộc sống được thăng tiến, làm cho tình yêu, những mối liên hệ giữa chúng con với nhau được khăng khít, được đậm đà, và cho tình yêu giữa chúng con với Thiên Chúa càng ngày càng mật thiết hơn, cho chúng con yêu mến Chúa và yêu thương người lân cận như chính mình. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chân thành cảm ơn Mục sư Nguyễn Như Ngọc Linh, Hòa Thượng Thích Vườn Việt, Linh Mục Hòa Hướng Tâm đến với chương trình. Chân thành cảm ơn quý vị và kính thưa quý vị, cũng sẵn đây trong cái dịp lễ Memorial vừa qua thì chúng tôi cũng xin dâng lời cầu nguyện cho những gia đình có những người chiến sĩ của Việt Mỹ đã tham gia các trận chiến mà đã hy sinh nằm ở nơi các nghĩa trang. Thì kỳ rồi thì chúng tôi cũng có đi cắm những cái lá cờ, và những người lính
ở nơi thành phố có bị thương thì cũng cầu nguyện cho được an lành, và cầu nguyện cho tất cả những gia đình nạn nhân trong những cái biến cố vừa qua được siêu thoát, và những người bị thương trong nhà thương được mau hồi phục. Chân thành cảm ơn quý vị.